Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ hai của câu chuyện Bên Lề Trận Chiến An Lộc của Phạm Minh Huyên. Bên Lề 12. Kể từ khi An Lộc bị cộng quân vây hãm, tấn công và pháo kích nặng nề cả ngày lẫn đêm, quân tử thủ cũng bị khốn đốn, xáo trộn về mặc ăn ở, tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Trời An Lộc đã vào hè, không khí nóng bức oi ả, nhất là ở dưới hầm hành quân vừa đông người vừa chật chội. Quân trang quân phục cũng tương đối được thả lỏng, ăn mặc xuề xòa cho con người được nhẹ nhàng hơn. Chả thấy ai còn đeo lon đeo lá gì. Tướng Hưng thì quần lính, áo may ô nhà binh màu cước ngựa. Đôi khi nóng quá, ông tướng cũng vo vo cái áo lên giữa ngực. Áo giáp và nón sắt sẵn sàng bên cạnh, nếu cần với tay ra là có liền. Trung đội bảo vệ cho tư lệnh đã làm cho Tướng Hưng một ống sắt trước dùng để đựng thuốc bồi pháo binh. Họ chung ống sắt xuống lưng lửng ngay bên ngoài cửa hầm để làm hố tiểu cho ông tướng dùng mà thôi. Còn tất cả các quân nhân khác đã có hầm cầu lộ thiên với hai thanh gỗ bắc ngang. Hố xí tập thể này được làm vội vàng nên không có vách ngăn che đậy, cũng không có bao cát che chắn gì hết. Ngày đêm, ai muốn đi tiêu đi tiểu thì phải đi vòng ra ngoài này. Lâu ngày, ăn uống thất thường, ngay nước uống cũng phải giới hạn, vì không dễ gì mà có nước dư giả để uống trong giai đoạn này. Ít uống nước nên đi cầu khó khăn hơn. Đang lúc làm công tác vệ sinh nơi lộ thiên này mà nghe tiếng đạn pháo đến thì thật là khổ sở. Không biết phải làm sao, đành ngồi chịu trận, với tâm trạng kinh hoàng đang chờ đón. Những đơn vị ở vùng trũng hay vùng bìa ngoài của thị xã, tức vùng tương đối thấp thì nước lại không phải là vấn đề nan giải. Nhưng những khu vực trên thế đất đồi, trên cao như khu bộ tư lệnh sư đoàn hay ban chỉ huy của trung đoàn 7 bộ binh, đóng ở kế bên thì nước là một vấn đề nhức nhối. Tôi cũng than thở điều thiếu nước này với ông tướng. Với cái áo thun vo cao lên trên rúng, đứng sau lưng tôi, ông nói: "Mày thằng cái gì nhỏ, tao đây một ngày cũng chỉ có một nón sắt nước cho đủ mọi thứ trong ngày mà tao cũng phải chịu thôi." Vậy mà, một buổi chiều kia, khi thiếu tá Lộc phụ tá phòng tư sư đoàn, đang ngồi làm bản nhu cầu những món cần được tiếp tế thả dù, tôi nói thiếu tá Lộc ghi thêm vào, cần một pha lê nước đá cục cho bộ tư lệnh sư đoàn. Thiếu tá Lộc ghi vào, khi phiếu nhu cầu trình cho ông tướng duyệt ký, một nước đá cục của tôi bị gạch bỏ đầu tiên. Cũng có những ngày có mưa trong mùa hè. Thật là hạnh phúc. Mọi người chạy ùa ra, quần áo cởi hết, đứng dưới làn nước mưa mát lạnh từ mái ngói chảy xuống. Những thân thể trần truồng như nhộng, mỹ việt nhìn nhau cười. Họ cười vì nhìn thấy những phần trên thân thể lâu ngày không có việc làm. Nó tiêu nghỉu buồn thảm làm sao. Có anh ra tắm mưa hơi chậm, đang sát xà bông thì hết mưa, lại một màn chọc phá rộ lên, quên hết những buồn phiền lo lắng. Nhiều khi vì nhu cầu cần tắm táp, hay cần có nước để sử dụng trong những ngày tới, các quân nhân ở trên đồi cao phải đi xuống khu nhà thờ Thánh Mẫu nơi có ao có giếng nước. Còn nếu không thì đi xuống khu làng ga, khu chùa Tịnh Độ, đa số dân trên An Lộc họ tụ tập về vùng trũng này, vì có nhiều suối nước. Đi tắm hay đi lấy nước kiểu này cũng gặp nhiều nguy hiểm, phải rủ nhau chừng 3-4 người đi chung với nhau để có gì cùng giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi người phải mang một thùng đựng nước để lấy nước về dùng. Khi đi phải có áo giáp, nón sắt, phải chạy từ nhà này qua nhà kia để đề phòng pháo, phải nghe ngóng xem có tiếng đề ba của pháo địch rồi mới chạy sang nhà khác. Nhiều khi đang chạy mà nghe tiếng đạn đến thì phải nằm sát xuống đất, chờ cho đạn pháo nổ xong thì mới đứng lên chạy tiếp. Cẩn thận là vậy, nhưng số mạng thì không ai nói trước được. Có nhiều người đi lấy nước cũng là ngày từ giã cõi trần luôn. Bên Lề 13. Kể từ khởi đầu cuộc chiến trên An Lộc là ngày 7 tháng 4 năm 1972, sau khi đã bao vây khống chế được vùng trời An Lộc, địch đã gia tăng pháo kích tấn công vào An Lộc nhiều lần. Số thương vong của quân tự thủ và các thường dân ngày càng gia tăng.
Người chết thì được chôn cất bất cứ nơi đâu có thể chôn được. Dân thì chôn ngay trong sân nhà, ngay trong lòng nhà. Lính tráng thì chôn ngay trên các lề đường, vỉa hè, hoặc những nơi nào có miếng đất trống. Chôn vội vàng với bất cứ cái gì có thể che, cuốn được xác chết và đem chôn ngay khi xác chưa kịp lạnh. Bạn bè, đồng đội chôn nhau, không đưa tiễn, không nghi lễ, không điếu văn, chôn cho lẹ để còn chạy tránh pháo. Hôm nay chôn người rồi, ngày mai hay chốc lát nữa thôi, người khác sẽ chôn mình. An Lộc xinh đẹp đã thành một nghĩa địa vô trật tự. Người chết đã đành, còn người bị thương, quân cũng như dân, được đưa về bệnh viện tỉnh. Bệnh viện là nơi cứu chữa, nơi cấp cứu những người thương tật, nhưng giặc cẩm cũng không chừa, không loại ra khỏi mục tiêu pháo của chúng. Trong vòng 2 tuần lễ khởi đầu, từ cuộc tấn công thì bệnh viện đã bị pháo tan tành, sụp đổ hoàn toàn. Quân dân bị thương nặng mang về đây chỉ là để chờ chết, và dần dần họ đã chết hết. Vết thương không được băng bó, không được lau chùi máu mủ, không được thay bông băng, không thuốc men chữa trị thì làm sao sức người có thể chống chọi được. Số người tử vong cũng lên đến hàng mấy trăm người. Xác chết chương sình thối, lo sợ bệnh dịch sẽ xảy ra, Đại tá Bùi Đức Điềm đã điều động anh em lao công đào binh làm công tác chôn cất những người tử vong đó trong một ngôi mộ tập thể lớn nằm trong sân trường nữ trung học tỉnh Bình Long, ngay góc đường Phan Bội Châu và đường Minh Mạng. Bên lề 14. Một buổi chiều gần cuối tháng 4 năm 1972, khi đang đứng nhìn sang khu bệnh viện tiểu khu đã bị đổ nát, tôi thấy một người ngoại quốc. Anh ta mặc một áo may ô trắng, một cánh tay bị thương đã được băng bó, có một sợi dây đeo tròn qua cổ để đỡ cánh tay bị thương. Đến chiều tối, tôi thấy ông trung tá cố vấn Mỹ cùng toán cố vấn với đại tá cố vấn trưởng Miller dẫn anh ngoại quốc bị thương nơi cánh tay kể trên xuống hầm chỉ huy của tướng Hưng. Họ cho anh ta nằm nghỉ trên ghế bố của họ. Đêm đó, ngồi trực hành quân, tôi buồn ngủ quá, đầu gục xuống bàn để ngủ. Tướng Hưng bước tới đập tay vào vai tôi, lay tôi dậy. Dậy mày nhỏ! Tôi ngồi dậy được một lúc, rồi tôi lại ngủ, gật tiếp. Ông tướng lại đến đập vai tôi một lần nữa. Dậy dậy, không được ngủ. Tôi đáp, mệt quá trưởng tướng ơi. Chuẩn tướng nói, mày không được ngủ, mày ngủ thằng phóng viên kia nó chụp hình bản đồ hành quân là mày chết. Nghe thấy thế tôi hết hồn, tôi nhìn qua ghế bố của cố vấn Mỹ, thấy anh chàng kia cũng đang ngồi ở mép ghế bố, mắt hắn nhìn qua nhìn lại trong hầm. Trước mặt tôi, đặt trên cạnh bạc bàn làm việc, dựa vào vách tường là 2 tấm bản đồ lớn, một tấm là diễn tiến các cánh quân trên An Lộc, một tấm khác là diễn tiến các cánh quân dưới vùng Chân Thành. Nếu hắn chụp được là tiêu đời rồi, thì ra từ khi anh phóng viên kia xuống dưới hầm này là ông tướng đã luôn luôn để ý đến hắn ta. Tôi hiểu chuyện, tôi sợ quá, lấy mấy ngón tay dây dây hai chân mày cho tỉnh ngủ. Chẳng qua toán trực của chúng tôi đã bị thiếu hụt người vì đã thiệt mạng mất 4 sĩ quan. Khi những anh này xách súng chạy ra giao thông hào để chờ bắn xe tăng địch, nhưng họ lại bị trúng đạn pháo của địch. Tôi cũng ra đó nhưng thoát chết. Tôi chạy về hầm tường thuật cho ông tướng biết. Ông la lên, trời ơi sao đau khổ quá vậy? Vậy anh chàng phóng viên bị thương kia, lúc trời sáng, anh ta đang đánh răng trên mặt đất, thì mấy anh an ninh đến kè anh ta ra sân bay trực thăng để đẩy anh ta về Lai Khê. Bên lề 15. Tại bộ tư lệnh sư đoàn trên An Lộc có 2 máy phát điện nhỏ. Những máy này được để trong căn nhà ngói gần cổng ra vào. Đơn vị truyền tin là phụ trách trông coi những máy phát điện này. Luân phiên nhau, máy được chạy ngày chạy đêm, không khi nào ngừng vì máy siêu tần số cũng cần có điện mới làm việc được. Trừ máy của tổng đài điện thoại, chưa kể nó còn phải cung cấp điện cho một bóng đèn tròn 60W duy nhất, treo toàn ten trên trần trong hầm chỉ huy hành quân của tướng Hưng. Mất hơn 3 tuần lễ, không có tiếp tế, ngay đến xăng để chạy máy phát điện cũng sắp cạn. Thiếu tá Hiển, trưởng phòng truyền tin sư đoàn trình sự việc cho tướng Hưng giải quyết. Tướng Hưng cho anh em truyền tin đi rảo quanh để tìm xăng trong các xe hơi ở trong thị xã, lấy ống rút xăng ra để về chạy máy phát điện.
Anh em đi trút xăng cũng có người trúng pháo kích chết, và thùng xăng cũng bị pháo bể nát. Xăng không về được với máy phát điện, không còn cảnh chết chóc hy sinh tính mạng nào mà không xảy ra trên An Lộc. Bên lề 16, chiến xa Việt Cộng có bộ đội Tùng Thiết tấn công vào An Lộc lần đầu tiên là sáng ngày 13 tháng 4 năm 1972 và lần thứ hai là sáng ngày 15 tháng 4 năm 1972. Chúng tiến vào thị xã An Lộc, mũi tấn công mạnh nhất từ hướng Bắc và Tây Bắc, tức đánh thẳng vào phòng tuyến của Trung đoàn 8 Bộ Binh. Trung đoàn 8 Bộ Binh mới được đổ quân xuống An Lộc chiều ngày 12 tháng 4 năm 72, qua một đêm chịu pháo kích. Sáng hôm sau, 13 tháng 4 năm 72, địch tấn công ngay. Và chúng cũng đánh thẳng vào tuyến phòng thủ của Liên đoàn 3 biệt động quân, tức vùng phi trường L-19, nằm đối diện với đồi Đồng Long, cách nhau bởi con đường quốc lộ 13, vùng có điểm tiếp liệu của sư đoàn 5 bộ binh, kế cận bãi đáp trực thăng mà trực thăng Chinook C-47 trước đó vẫn lên xuống thường xuyên. Địch còn tấn công vào khu trường tiểu học Tàu, vùng khu gia binh và khu đồng cảnh sát dã chiến. Với sức tấn công mạnh mẽ, chúng chọc thủng phòng tuyến của các đơn vị phòng thủ. Các đơn vị bị dao động phải lùi vào trong thị xã để lập tuyến kháng cự lại. Phi cơ trực thăng võ trang Mỹ, Việt lên can thiệp kịp thời. Sau khoảng một giờ, quần thảo đã tiêu diệt hết tất cả xe tăng địch. Còn bộ đội địch thì đã tràn vào chiếm giữ các khu vực nhà cửa, khu gia binh, khu đồng cảnh sát dã chiến mà những ngày sau đó, những khu vực này là những mục tiêu của Liên đoàn 81 biệt cách dù phải hy sinh gian khổ để chiếm lại. Sau khi các cuộc tấn công bị đẩy lui, các đơn vị tiến lên truy xét đã bắt được tù binh và lục soát tìm thấy đặc lệnh truyền tin của sư đoàn 5 bộ binh đang hiện hành lúc đó có trong xe tăng Việt Cộng. Lập tức tướng Hưng ban lệnh hủy bỏ đặc lệnh truyền tin cũ và khẩn cấp thay thế đặc lệnh truyền tin mới. Đồng thời, các bản đồ thị xã được phát ra có mẫu mã chữ hoặc số cho từng khu vực của thị xã An Lộc, được phổ biến ra cho các đơn vị sử dụng. Khi muốn báo cáo về vị trí đứng của các đơn vị, họ chỉ cần báo bằng mật mã, mật số thôi. Trong những ngày này, những cuộc đấu khẩu trên các tần số giữa hai bên luôn diễn ra. Mạnh miệng nhất là đấu khẩu giữa cấp chỉ huy nào đó của Việt Cộng và Đại tá Trần Văn Nhật, tỉnh trưởng Bình Long. Sau đó chuẩn tướng Hưng ra lệnh cấm, không cho những cuộc đấu khẩu đó xảy ra nữa. Bên lề 17. Từ ngày 3 tháng 6 năm 1972, tiểu đoàn 6 nhảy dù đã từ Lai Khê tiến lên đánh giải vây cho An Lộc. Họ vào ấp Tân Khai trước, rồi qua ấp Đức Vinh. Sáng ngày 6 tháng 6 năm 1972, họ tiến vào phía nam rừng cao su An Lộc, đánh sang phía phải của quốc lộ 13, nơi có trung đoàn 33 bộ binh, do trung tá Nguyễn Viết Cần là trung đoàn trưởng, đang bị địch quân vây hãm tại đây từ ngày 13 tháng 5 năm 1972. Trong hầm hành quân của bộ tư lệnh trên An Lộc, tướng Hưng ra lệnh cho truyền tin vào tần số nội bộ của tiểu đoàn 6 nhảy dù. Sau khi đã chuẩn bị máy truyền tin xong, chuẩn tướng ra lệnh cho tôi ngồi vào máy để theo dõi nhảy dù tiến quân. Với headphone ụp vào tai, tôi ngồi theo dõi. Có người đứng sau lưng tôi. Tôi nghe chỉ huy nhảy dù la lớn. Họ không còn dùng ngụy văn, ngụy số gì nữa vì họ đang ở thế tấn công. Mẹ, bỏ ba lô xuống, dàn hàng ngang ra, lẻ lên. Vừa chạy vừa la xung phong vừa bắn. Ok, nào bắt đầu, xung phong, xung phong. Tôi nghe tiếng la vang trời, tiếng đạn bắn không ngừng. Họ xung phong thẳng vào các chốt, các kiềng của địch, khiến địch trở tay không kịp, lớp chết, lớp bỏ chạy như vịt kéo nhau về hướng đồi gió. Xung phong chạy khoảng 100 mét thì dừng lại bố trí, chờ toán sau lên thay thế vị trí. Sau khi đã được thay thế, toán xung phong quay đầu trở lại vị trí xuất phát để lấy ba lô. Lấy ba lô xong thì quay trở lại và bố trí cho toán trên kia bắt đầu xung phong tiếp. Trong khi xung phong, những anh em bị thương hay tử thương sẽ nằm lại tại chỗ. Đã có những toán cấp cứu tiến lên lo liệu. Cứ từng đoạn, họ nhổ hết chốt này đến chốt khác và giải vây xong cho trung đoàn 33 bộ binh. Trời đã về chiều, tiểu đoàn 6 dù dừng lại tại đó, bố trí phòng thủ và nghỉ qua đêm.
Ngày hôm sau, họ sẽ đánh qua bên trái đường quốc lộ 13 để đánh giải vây cho trung đoàn 15 bộ binh do Trung tá Hồ Ngọc Cẩn là trung đoàn trưởng. Ngồi theo dõi hứng chí khi nghe người chỉ huy la, đù mẹ, đù mẹ, tôi cũng la, đù mẹ theo. Tướng Hưng nói, thôi, được rồi. Tôi bỏ máy cười khoan khoái, tin đồn lan truyền nhanh chóng, toàn An Lộc vui mừng. Sang buổi trưa ngày 8 tháng 6 năm 1972, tiểu đoàn 6 nhảy dù đã bắt tay được với tiểu đoàn 8 dù đang chờ sẵn. Cú bắt tay lịch sử này mang lại vinh quang cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng là cái nhục cho quân Cộng sản xâm lược. Bên lề 18. Khoảng 8 giờ sáng ngày 7 tháng 7 năm 1972, khi tôi đang ngồi làm việc tại bàn máy điện thoại thì Đại tá Ôm Mờ, cố vấn trưởng sư đoàn đến nói với tôi, anh phải đi ra khỏi nơi đây ngay. Tôi hỏi, tại sao? Không trả lời mà ông ta quay ra đi về chỗ ngồi. Tôi thấy lầm lạ. Tại sao các ông sếp của tôi không ai nói gì? Tôi quay lại hỏi Tướng Hưng đang ngồi trên ghế bố. Chuẩn tướng, tại sao cố vấn Mỹ đuổi tôi ra ngoài ngay bây giờ? Tướng Hưng đáp, thì mày đi đi. Tôi bước đi. Bàn trực hành quân lúc này hoàn toàn bỏ trống, không có một ai trực. Tôi đi lên trên đến chỗ đại tá Bùi Đức Điềm đang ngồi góc nhà uống cà phê. Bên cạnh đại tá Điềm là anh Ngôn, một người lao công đào binh, là người lo phục dịch cho đại tá Điềm từ mấy tháng qua. Tôi nói, đại tá ơi, không biết có gì mà lạ quá, tôi đang ngồi trực mà đại tá cố vấn Mỹ ôm mờ đến đuổi tôi đi là sao? Tôi cũng có hỏi Tướng Hưng, nhưng ông ấy bảo tôi đi, đi đi, sao vậy? À mà đại tá này, tôi nghĩ hay là có thể ông Thiệu lên đây không chừng. Đại tá Điềm nói, Ê, cái thằng đó chết nhát làm sao dám lên đây, mày uống cà phê không? Tôi đáp, dân, đại tá cho tôi một ly. Trong khi ngồi chờ ly cà phê, nhìn ra ngoài trời, tôi thấy trời An Lộc hôm nay mây mù giăng đầy. Ngoài kia, người đi cách xa chừng 10 mét là không trông thấy người. Vài phút sau, tôi nghe tiếng trực thăng Cobra bay. Tôi đoán ít nhất cũng phải 2 chiếc, chỉ nghe tiếng mà không thấy phi cơ, rồi vài phút sau đó nữa, nhìn ra hướng cổng, tôi thấy một xe Jeep mui trần đang đi vào. Người lái xe là Đại tá Trần Văn Nhật, tỉnh trưởng Bình Long, người ngồi bên cạnh là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, băng ghế sau là ông Hoàng Đức Nhã, bí thư đặc biệt của Tổng thống Thiệu. Bỏ ly cà phê xuống tôi la lớn, kìa đúng rồi, Tổng thống lên. Tôi chạy ra sân và la lớn, anh em ơi, chạy ra đón mừng Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa lên thăm nè. La xong, tôi vẫy tay mắt các anh em đang ngồi bố trí quanh giao thông hào. Anh em chạy lên, tôi chạy đến bồng nâng Tổng thống Thiệu lên. Anh em chạy lại bồng chuyển Tổng thống Thiệu. Nỗi hân hoan sung sướng đến tột cùng. Khi đó một chiếc xe Jeep thứ hai đi vào, trên đó có Trung tướng Minh, tư lệnh quân đoàn 3. Bên cạnh là Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân đội, băng sau là một người Mỹ mặc bộ quần áo 4 túi màu trắng xám nhạt, mà tôi không biết tên. Lúc đó Tổng thống Thiệu nói, có đại tướng Viên lên thăm anh em nữa nè, anh em ra chào đại tướng đi. Mọi người bỏ Tổng thống Thiệu xuống và quay qua tung bê đại tướng Viên. Tới đó thì tôi chạy vào hầm hành quân, quang cảnh trống vắng. Tôi thấy chuẩn tướng tư lệnh đã quân phục chỉnh tề, đang ngồi chờ nơi bàn làm việc. Tôi nói, từ chuẩn tướng, tổng thống lên rồi, đang ở ngoài sân đằng trước. Chuẩn tướng Hưng cười và nói, ok, rồi bước đi ra ngoài sân. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu và phái đoàn từ Sài Gòn lên thăm mặt trận An Lộc. Chuyến đi của tổng thống được an toàn. Cũng may lúc tổng thống lên và đi thăm thì địch không pháo kích. Sang sáng ngày 9 tháng 7 năm 1972, ông chuẩn tướng Mỹ tên Richard J. Thorman là cố vấn phó cho tướng Minh, tư lệnh quân đoàn 3, cùng phái đoàn lên thăm mặt trận An Lộc. Đại tá cố vấn trưởng sư đoàn 5 bộ binh tên Walter Ulmer đã thay thế cho đại tá Miller mãn nhiệm kỳ và trở về Mỹ từ cuối tháng 4 năm 72. Hạ sĩ Lê Văn Sáu là tài xế cho ông đại tá cố vấn Ulmer. Anh ta đã chuẩn bị xe để chở ông cố vấn sang sân bay B-15 đón phái đoàn cố vấn từ Biên Hòa lên. Trực thăng đáp xuống sân bay, phái đoàn đi bộ để vào bộ chỉ huy tiểu khu. Hạ sĩ Sáu gọi đại tá Ôm Mờ lên xe Jeep. Ông chần chừ một chút nhưng rồi cũng quay lại và ngồi lên xe.
Một trái đạn pháo của cộng sản pháo vào An Lộc, rơi và nổ ngay sau lưng của phái đoàn cố vấn, khiến ba sĩ quan Mỹ, một trung tá, một thiếu tá, một trung úy và một trung sĩ thông dịch viên tên Sơn chết liền tại chỗ. Ông chuẩn tướng Thomen thì bị thương nặng và đã chết trên phi cơ tản thương. Cố thiếu tướng Thomen là vị tướng cuối cùng tử trận trên chiến trường Việt Nam. Riêng đại tá cố vấn ông M thì an toàn trong cuộc pháo kích đó. Trở về hầm làm việc, ông ôm hôn anh hạ sĩ Sáu tới mấy lần để cảm ơn, nhờ anh ta gọi trở lại xe jeep mà ông cố vấn này thoát chết. Ngày 17 tháng 7 năm 1972, sư đoàn 5 bộ binh được trực thăng vận về Lai Khê và sư đoàn 18 bộ binh của chuẩn tướng Lê Minh Đảo vào thay thế nhiệm vụ trên An Lộc. Tác giả Phạm Minh Huyên. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.